Đừng ngủ, đừng bông em lên. Ui, đừng ở đây nữa. Điện thoại em bảo phải em ơi, em đi xe à, xe buýt à? Đừng có xoáy ra em đi. Ai mới trên đường đào là cho mua à? Đó thì phòng phòng mà biết là cho mua. Không, nó chôn mấy cái con nó trực đến 24 ngày đầu tiên rồi đó. Thế? Mấy cái con 24 ngày đầu tiên rồi đấy. À. Con ghi hồ sơ rồi đó đấy, má này đi. Con mới biết không phải sao có số nhé. Nhớ con mua đồ được rồi. Đứa như này, con như chỉ nó gái nó chỉ cũng không được. Con học con tại đó mà con mua, con mua đứng đứng ngoan mà thấy con ngồi chung nó đòi thử em kể đem qua hẳn đi. Con cứ vô đòi nói đi, khách chứ. Nói lắm. Lý thường hai má không được thứ hai nó được một chút. Nó làm một cái số tài sáu nữa. Chỉ hoa mà 60 ngàn gọi em cố thì chỉ em để con tính nữa đó. Đứa hạng hàng 60 ngàn. Bây giờ tôi xin về cho mình.